rồi mình đi chơi đi bà nội, mình đi vòng vòng xóm đi bà nội. Sao mở cửa ra mưa với lạnh chạy cháu vô. Cái mặt ảnh này biết không? Hôm qua chỗ con nó quá trời luôn. Gì vậy? Xin kẹo luôn. Gần đây giờ 3 giờ phát mà không có gì. Ghê hả? Nhìn mẹ quay dữ á. Thằng này nó quay hả? Nhìn theo mẹ nó nữa. Chấp đi con. Chấp đi. Thì Vy Anh đang làm gì đây? Vy Anh làm gì Vy Anh? Party hả? Em chơi với chị thôi. Em lấy á. Ô da, có chị kìa, chị lấy cái đó ra kìa nó à. Khoai lang hả? Khoai lang nướng. Sao nó nướng ở đây thì nướng mình ăn thành dạ. Thôi để một lát nữa thôi ăn con. Cắt đi. Đừng để vô lỗ mũi. Ghê quá. Thấy ghê. Vivian làm thấy ghê quá. Gì vậy Vivian? Ăn đó. Nó là gì? Đừng ăn nó à. Đừng ăn, ăn cái này. No. Kéo cô chị cái này chơi thôi. No. It's spinning around. Cho bà nội đi. Cho bà nội. Chút mi. Cho bà nội. Nhưng mà nó ăn. Nhưng mà nó ăn hết đi rồi. Đừng cho nó ăn. Giờ lắm. Hết đi của chị ha. Bèm. Lấy cho nội đi, cho nội đi, đưa cho nội nè. Lấy gì vậy? Rồi đây có ảnh nè. Bị đứng rồi, đứng nè. Cái chân giỏi quá, giỏi. Anh bị đứng rồi đó. Khi nó đứng đi, nó bị đứng á. Đứng lên, giỏi nè. Không chịu, hồi nãy em tự đứng lên. Đứng lên nè. Đứng lên. I want hair. Viền, coi nè, cho em đứng nè. Đứng lên, nè, coi nè, coi nó biết đứng nè. Giỏi. Nó ba cứu con. Giỏi đi. Nó đứng nha, nó buông tay nha. Giỏi. Thôi, giờ cho nó dịnh con, cho nó dịnh nó mới có chỗ nó đứng. Nè, chị nữa nè. Con nhà em đó. Lên. Đây. Dạ đi vô con. Cho bà nội đi. Đem cho bà nội nè. Nô à. Cho bà nội đi nó. Trong hộp này có slime không Vy Anh? Có.
lấy lại đi con. Không, nó đang chơi nè. Không, cô lấy hết răng da rồi. Trời ơi, còn trội nữa. Cô lấy hết răng da rồi. Nè. Lấy hết rồi. Nè. Ờ, vậy đó hả, đóng lại cho em chưa? Nè. Tháng sau cũng dịch đi được rồi đó. Trời, lấy hết răng rồi. Nghe vợ, vợ, vợ đi. Vợ, vợ đi. Nó muốn đứng là đứng. Nó muốn đứng thì nó mới đứng, không muốn nó đứng. Ờ. Vui vẻ không? Chơi vui vẻ không? Đừng có cản trước mặt em con, xích ra đây với bà nội nè. Xích ra đây với bà nội nè. Đó, đợi đứng nè nha, nó đứng rồi nha, nó đứng rồi nha. Đứng đi, đứng đi, đứng đi. Đi, đứng đi. Ừ. Cầm cái này một phát nữa mà có đi ăn cơm là phải ba lưng. Cái gì vậy? Không được ăn nha. Không muốn ăn đâu. Không ăn nữa hả? Nó đứng rồi nè. Nhưng mà phải ở đây phải ăn. Ê, đừng có một cái gì chứ. Nghĩa. Nó ở đây nè. Leo 1 thang rồi leo 3 bậc rồi. Dạ. Dữ nha. Lên đây rồi nè. Lên đây bà nội ấm nè. Nồng nó đeo 3 nữa. Ừ. Nó đeo 3 nó cái đánh. Nói gì đấy? Nói gì vậy? Đứng nè. Giỏi không? Ơi, đó, 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 đó. Nói gì? Cho lên nhảy nè. Nhảy nó sợ nó bò hả? Nè nè nè, đồ chơi nè. Con đứng đây con chỉnh chân nội nè. Thịt chó đâu? Cho Viên, ê cho Bích Ngọc nó ăn. Không. Viên ăn thịt chó không? Bà nội cũng không ăn thịt chó. Chó đâu mà có nè mẹ. Ở Việt Nam thì phải có. Chó mà có. Ở đâu mà có. Rồi ăn con cá. Đó mà
Thôi em qua em chơi cái hộp. Không cho em chơi cái đó, em chơi cái khác. Vậy đó hả con? Trời ơi. Lắc gì đó. Trời lấy cái đó của con Phi Anh lấy lại. Thấy không? Phi Anh con để sơ hở là nó lấy. Bây giờ mình giả đò mình để đây đi, nhưng mà canh nó nha. Lợi liền nha. Nó lại lấy liền. Chưa đâu, nó chưa lấy đâu. Đó gì đã chó lấy nè. Chó lấy mình chụp. Để coi trời, nó cành sợ nó lấy.